www.quaquaweb.vìxãhội.com xin giới thiệu đến quý thính giả truyện cổ tích Vợ Ba Cai Vàng. Ngày xưa ở Tổng Hoàng Vân có một viên cai tổng, người ta thường gọi là cai vàng. Thuở trẻ ông ta bắt được một viên ngọc kỵ đạn, đeo vào người có phép làm cho những mũi tên hòn đạn sắp đụng vào da thịt phải rẽ đi lối khác. Ông rất mừng rỡ, từ đó đeo vào người không bao giờ rời. Trong thời kỳ làm cai tổng, có lần cai vàng tiêu mất tiền thuế, bị quan tỉnh bắt giam ở ngục, tra tấn rất khổ sở. Lúc quân canh giải qua một khu rừng, cai vàng nhân lúc mọi người sơ hở, bẻ gồng bỏ chạy. Bọn lính áp giải vừa đuổi vừa bắn, nhưng nhờ có phép màu của viên ngọc, ông trốn thoát vô sự. Từ đấy cai vàng chưa tập đồ đảng, sắm sửa khí giới chống lại triều đình, tự xưng là thượng công. Cai vàng có ba người vợ, đáng chú ý là người vợ thứ ba mới 20 tuổi mà võ nghệ tuyệt trần. Trước ngày mua đồ việc lớn, ông cho gọi cả ba vợ đến họp với mình để dò tình ý. Ông hỏi: tối nay không khác gì cưỡi trên lưng hổ, sớm muộn bọn chúng cũng chẳng để yên cho nào. Vậy tôi muốn một phen chọc trời khuấy nước, diệt cho hết lũ tham tàn để vẫy vùng riêng một cõi. Ba nàng nghĩ sao? Người vợ cả thưa rằng: chầu chấu chống xe làm sao được, chàng đừng nghĩ dại dột, cái vạ diệt tộc hay còn rình sau lưng đấy. Mong chàng nghĩ lại thôi. Nếu chàng giấy thân, thiếp đành xin trở về nuôi mẹ. Một mai nhỡ có chuyện gì, thiếp xin phụng dưỡng mẹ già thay chàng. Người vợ thứ hai cũng tiếp luôn: chàng ơi, nghe thiếp đừng đi, cửa nhà cơ nghiệp thiếu gì ăn chơi. Nhưng nghe hai người đàn bà ấy một mực bàn ra, người vợ thứ ba không nhịn được, tức giận hầm hầm quát to lên rằng: hai chị không biết lúc này là lúc nào ư? Chim không bay được, cây không mọc lên chỉ vì bọn chúng. Hiện nay bốn phương nhào nhác còn chờ thượng công. Những lời yếu đuối của hai chị nên mang về xó bếp. Chứ tôi nhất thua nhị được, quyết xin theo chàng đến cùng. Diệt phường kiệt trụ, gây dựng cơ đồ. Người nào thương mẹ nhớ cha, cứ cho về. Nói rồi cưỡi ngựa thét la ra bãi tập với các quân sĩ. Thấy ý vợ ba cương quyết nên cai vàng không trù trừ nữa, nhất định tế cờ khởi nghĩa. Chẳng bao lâu mọi nơi hưởng ứng, người ngựa chật đất. Bộ hạ của ông sức khỏe như hùm sói, võ nghệ rất cao cường. Có những người như Lý Hạnh tự xưng là nguyên soái, Lý Chuột tự xưng là quận công, Tuần Cận làm tiền quân, vân vân. Vợ ba cai vàng trỗi lên giữa đám tướng sĩ đó. Trong trận đánh chiếm phủ thành Lạng Giang, nàng hai tay cầm hai thanh gươm, ngồi trên mình ngựa xông ra giữa hàng trận. Quan quân chỉ còn biết rẽ ra mà chạy. Lấy được phủ Lạng, nàng giao thành lại cho chồng, rồi tự cầm quân tiên phong tiến đánh huyện Văn Giang. Nghe tin cai vàng nổi loạn, bọn quan tỉnh dùng tất cả quân sĩ đến vây phủ Lạng, hòng cướp lại. Bấy giờ vợ ba cai vàng đang vây huyện lỵ Văn Giang, nghe quân cấp báo, liền nói: thằng nào dám cả gan như vậy, ta chỉ vén váy diệt cho một trận thì e chúng mày chạy bằng bay cũng không thoát. Lập tức nàng kéo quân trở về, kịch chiến với quan quân. Bọn quan tỉnh địch không nổi, bị đánh tơi bời. Thấy khó đường với giặc, bọn chúng liền làm biểu tâu vua. Vua sai mấy viên đại tướng điều quân sĩ mấy tỉnh khác về, bắt họ diệt cho được cai vàng. Hai bên cầm cự luôn mấy tháng, mỗi lần giáp chiến, cai vàng xông lên trước, tên đạn bên quân triều đình trút vào người ông như mưa, nhưng chả ăn thua gì. Thấy thế bọn chúng khiếp đảm, cho là ông có trợ giúp, ai nấy ngã lòng, quân đảo ngũ ngày một nhiều. Về sau có một người thủ hạ thân tín của cai vàng phạm tội, hắn sợ chủ giết, nhân đêm tối lẻn sang đầu hàng quân triều đình. Hắn mách: thầy tôi có ngọc đeo vào người, những thứ đạn gan bắn vào thì chẳng khác gì chạm vào vách sắt, chỉ còn cách lấy vàng đúc đạn mà bắn, họa có trúng chăng?
Bọn chúng nghe nói lập tức đúc một số đạn bằng vàng giao cho những tên bắn giỏi, dặn chỉ gặp cai vàng mới nhất loạt nổ súng. Ngày hôm sau chúng đem quân khiêu chiến, nguyên soái Lý Hạnh đem quân chống cự, nhưng chúng nhất thiết chỉ réo tên cai vàng từ sáng đến trưa không nghỉ. Thấy thế cai vàng nổi giận rủi ngựa tiến ra, quả nhiên đạn vàng đã làm cho viên ngọc kỵ đạn mất hết màu nhiệm. Đạn xuyên vào đầu ông và làm đứt mất một tay bên phải. Ông chỉ còn ôm đầu phi ngựa trở về phủ thành. Người vợ ba và bọn thủ xạ súng lại chữa chạy, nhưng vết thương nặng quá, không thể cứu nổi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cai vàng chỉ còn trối lại với vợ được mấy câu. Nàng ôi, trời hại ta nửa đường đứt gánh, ta giao phó tất cả quân sĩ cho nàng. Nàng gắng sức trả thù cho ta. Thấy chồng chết, vợ ba cai vàng căm uất vô hạn. Một mặt nàng bắt mọi người giữ kín tin chồng chết và cho quân bí mật đem xác chồng vượt vòng vây đưa về chôn ở quê hương. Còn mình thì tự điều khiển thủ hạ chống cự quân triều. Nàng chọn 300 người quyết tử theo mình ra trận. Hôm ấy viên thống lĩnh, người đã chỉ huy quân đội bắn đạn vàng ra ứng chiến. Nàng chống đỡ mấy hiệp rồi giả cách thua chạy. Thống lĩnh ta đang quán quàng về thắng lợi, mừng quýnh vội thúc ngựa đuổi theo rất gấp. Không ngờ thấp cơ thua trí đàn bà, hắn bị nàng dùng chiếc đà đao thình lình quay lại bắt sống được. Lập tức nàng cấp nách đưa về thành, sai bỏ củi giải về quê hương, đốt làm nến tế ma cho chồng. Từ đó tướng sĩ lại hồ hởi. Trong một trận giao phong khác, vợ ba cai vàng lại bắt sống được một viên hồng lô. Thấy tướng địch là một người trẻ tuổi đẹp trai, nàng không nỡ giết, sai giam hắn lại, cho ăn uống tử tế. Quân lính của nàng còn thắng mấy trận nữa, nhưng lúc bấy giờ quân triều đình biết tin cai vàng đã chết nên lại cố sức vây đánh. Cuối cùng quân của nàng phải bỏ phủ thành, tản về các nẻo. Biết cơ khó duy trì được lâu dài, một hôm vợ cai vàng hội các tướng sĩ lại, bảo họ: Này thượng công đã mất, chúng ta chưa gặp thời, vậy cho mọi người ai nấy về nhà làm ăn, đợi dịp tốt khác sẽ hay. Các tướng sĩ đành gạt nước mắt chia tay. Nàng cho người giải viên hồng lô trả cho triều đình với điều kiện để cho quân mình được tự giải tán, không truy nã. Đoạn nàng sai đem tất cả của cải phân phát cho mọi người rồi bỏ đi, không biết là đi đâu. Chú thích: theo vợ ba cai vàng. Hết chú thích. Sau đây qua www.visahoi.com mời các bạn cùng tìm hiểu phần khảo dị. Người miền Nam kể chuyện Doãn Uẩn làm vua nước Xiêm, tuy nội dung không giống chuyện trên nhưng cũng có hình ảnh viên ngọc kỵ đạn. Doãn Uẩn quê làng Mùi, huyện Thượng Phúc, Hà Đông. Ngày ấy có quân Xiêm kéo vào bờ cõi. Vua sai ông làm tướng đem quân chống cự. Trong mình ông vốn có viên ngọc kỵ đạn, bèn lên ngồi trên cửa thành, đầu che tán lọng, dõng dạc bảo quân địch: Chờ chúng bay bắn trong nửa ngày, nếu ta chết quân ta sẽ mở cửa thành cho vào, bằng không chết thì phải rước ta về làm vua nước chúng bay. Một lời đã hứa, ta quyết không sai. Có bằng lòng không? Quân Xiêm nhận lời, chúng bèn rót đạn như ong vào mưa, tán lộng đều đổ và bọn lính hầu đều chết sạch. Duy có mỗi ông vẫn ngồi yên. Địch bắn tới nửa ngày, không một viên nào trúng. Chúng kinh hoàng toàn lui quân, thì bỗng ông đứng dậy hô quân nhất tề tiến lên. Địch bây giờ hết cả đạn, thua chạy và quy hàng. Cuối cùng chúng tôn ông làm vua nước Xiêm cho đến 42 năm mới chết. Xác ông được mang về trả cho vua ta. Về sau có lần vua Xiêm, dòng dõi của Doãn Uẩn sang ta thăm, có đem các quan tùy tùng về làng Mùi để thăm mộ tổ. Chú thích: theo lời kể của đồng bào Cần Thơ. Người miền Bắc khi kể về quận vùng, tức Nguyễn Cồ, chống Pháp ở Sơn Tây cũng có nói ông có viên ngọc trận đeo vào mình thì tên đạn không bắn trúng được. Giặc Pháp không biết làm cách nào để đàn áp, bèn cho một tên Việt gian bắn giỏi giả cách theo quận hùng.
Quân Hùng không ngờ Mưu Giang lại thấy hắn tài bắn, bèn nhận làm thủ hạ. Cuối cùng bị hắn giết chết bằng dao. Chú thích, theo lời kể của đồng bào Sơn Tây. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại truyện Vợ Ba Cai Vàng. www.vìxãhội.com. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.